Mới đây, các nhà nghiên cứu an ninh thuộc trung tâm Checkpoint vừa phát hiện một mã độc mới có tên là Hummingbird. Loại mã độc này đã lây lan qua 10 triệu thiết bị điện tử trên toàn thế giới. Đáng chú ý là Việt Nam lại nằm trong danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Loại malware này do một nhóm tin tặc Trung Quốc có cái tên Gmod quản lý. Nhóm này đã nâng cấp các phần mềm độc hại để cài vào các ứng dụng giả mạo nhằm thu về lợi nhuận quảng cáo giả mạo. Khi điện thoại bị nhiễm mã độc này, nó sẽ mở ra hàng loạt các banner quảng cáo trên thiết bị của người sử dụng. Khi click vào nút đóng, người dùng đã bị coi là click vào quảng cáo. Các chuyên gia đến từ trung tâm Checkpoint cho biết hai quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Trung Quốc và Ấn Độ. Hiện tại đã ghi nhận được trên 100.000 thiết bị Android tại Việt Nam bị nhiễm mã độc này.